Mình xào bí đỏ nha, bí đỏ Japanese pumpkin đó, đó. Xào bỏ vỏ ở đây luôn. Thì cái bí đỏ này nè, ăn rất là dẻo mà ngọt nữa, rất là ngon. Còn bí đỏ loại thường các bạn, nó không có dẻo giống như bí đỏ của Nhật Bản. Thì cái giống này là giống ở bên Nhật Bản qua. Nó bán khoảng 99 sen một pound. Nhưng mà bữa nay nó off á, nó chỉ còn có 79 sen thôi. Còn loại bí đỏ thường á, thì chỉ khoảng 49 cent một pound thôi. Thì cái bí đỏ này á, các bạn, bí đỏ của Nhật Bản á, thì cái trái nó nhỏ lắm, nhưng không bự, trái nhỏ xíu à, trái bự bằng cái tô lớn thôi. Còn bí đỏ thường thì nó bự bằng cái đầu của bạn á. Thì bí đỏ thường thì nó bự lắm, bự gấp 3 4 lần bí đỏ này luôn. Cái này là bí đỏ của Nhật Bản nha. Thì đó mình xào chút nước mình ăn hay cơm trưa nha. Hello, xin chào các bạn trở lại với kênh của Chile TV. Thì bữa nay mình muốn rang hột bí đỏ các bạn. Mình ngày qua mình mua một trái bí đỏ mà hạt giống từ Nhật Bản. Thì sau khi mình ăn xào bí đỏ xong hết rồi thì mình còn hột. Thì bây giờ mình rang hột bí đỏ cho các bạn xem cho vui. Thì bây giờ để mình dẫn các bạn đi coi cái vườn vườn bí đỏ của mình nha. Thì đó hồi sáng này á mình đây nè. Là bông của bí đỏ nè các bạn, mình thu hoạch được những cái bông này để mình ăn với lại mì gói á. Mình thì mình không có thích làm loại đâm lình nha, mình bỏ bỏ này vô cái mì gói mình làm giống như xà lách đó. Thì đó để mình cho các bạn đi coi cái vườn cây bí đỏ mình nha. Đèn đèn tên đây này các bạn. Đây là cây bí đỏ mình nè, đó. À, hạt giống từ Nhật Bản nha. À, loại này thì bí đỏ này nó loại trái nó nhỏ nhưng mà nó rất là dẻo và ngọt, rất là ngon. Đó, giờ leo lên đây nè, đó. Bây giờ mình cho nó leo lên cái dàn này luôn, để coi coi. Đó, cho nó leo lên cái dàn này các bạn. Đó, bây giờ mình thấy có cái bông 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 cái này các bạn. Đây nè, có cái bông cái nè, đó. Còn mấy cái bông khác là bông đực thì mình lấy bông đực mình ăn. Đó. Thì mình cho nó leo lên cái dàn này. Thế mình đứng xa ra một chút nữa. Đó các bạn, đó cái dàn đó đó mình cho leo leo lên cái dàn đó. Đó. Thì đây mình cũng có hành lá nè, hành lá cũng nhiều lắm. Rồi rau húng quế nè, đó. Húng quế đó. Rồi hành lá nè. Cái này là mình có rất là nhiều nha bạn. Cái chanh nè. Mình có tổng cộng là 10 cây chanh. Chanh là loại hai lá nè, đó, một lá bự thành hai lá nhỏ. Đó, chanh nè. Đó. Cái chanh luôn nè. Rồi để mình dẫn các bạn qua vườn bên kia coi. Rồi cây bí đỏ mình nha. Đó. Đó các bạn. Đó bây giờ mình cho nó leo lên cái dàn này, cái dàn B40 á, dàn hàng rào B40 á. Đó, mình có tổng cộng là mười mấy cây nha. Nhiều lắm. Thì tha hồ mà lấy bông, sáng nay mình lấy bông ở đây nè, lấy được mấy cái bông ở đây. Đó mình cho leo lên. Thì bí đỏ này các bạn là cái giống hạt giống từ bên Nhật Bản nha. Nó không giống như loại bí đỏ bình thường đâu. Bí đỏ bình thường thì nó không có dẻo lại ngọt. Bí đỏ này là rất là dẻo giống như loại xôi với bạn. Các bạn ăn xôi thì cái này ăn giống như chang vậy đó. Nó dẻo lắm. Đó. Đó, bây giờ khi mà mình có nhiều ngọn mình cắt cái này mình xào được á, mấy cái lá này ăn được luôn nha. Cắt mấy ngọn này nè mình đem xào thì để mình có mười mấy cây lận. Thì sáng mình lấy được khoảng 6 cái bông, thì chút tối mình dùng những cái bông đó mình ăn với mì gói đó. Và bây giờ mình ra làm BBQ nha. Mình làm BBQ ngay tại gốc của cây táo nha các bạn. Cái gốc cây táo á, thì mình ngồi ở đây
Đó, thì cây táo đây nè, đó để mình giới thiệu luôn cây táo nha. Đó, trái lên rất là nhiều. Đó, mình ngồi dưới gốc cây táo nha, đó. Các bạn thấy chưa? Táo năm nay ra trổ ra rất là nhiều. Đó. Bạn thấy chưa? Táo ra rất nhiều các bạn. Ánh sáng. Thế này các bạn, để mình cho các bạn coi luôn nha. Đó. Hôm nay táo, cây táo mình trổ rất là nhiều trái nha các bạn, quá trời trái luôn. Đó. Quá trời luôn. Các bạn thấy chưa? Thấy kim cu dễ thương không? Thấy kim cu dễ thương nhưng nó vàng dễ sợ luôn. Đứng cách xa nó có không tới 2 mét á. Bây giờ mình đang rang hột bí đỏ nè. Mình có khoai lang, mình có bắp. Đó. Bây giờ mình rang nha. Mình mang cái máy là lại đi gần chỗ anh coi. Thì đó các bạn, bây giờ mình rang á, mình rang lửa từ từ thôi nha, đừng có để lửa cao quá nó cháy. Để từ từ thôi. Đó. Trời vẫn còn ánh sáng mặt trời nóng lắm. Bởi vì mình phải mang mắt kiến. Đó. Wow. Nóng dễ sợ luôn á. Thì mùa hè mình làm barbecue ở đây. Thì mình thích làm barbecue ở sân sau vườn của mình. Tại vì có cái cảnh thiên nhiên nè, mình thích lắm. Cho nên hè là mình làm barbecue ngoài trời. Đó. Còn mùa đông thì mình làm trong nhà. Mùa đông thì mình ăn lẩu, mình nấu lẩu ở trong nhà á. Tại vì mùa đông thì lạnh lắm, ra ngoài này không được. Để mình đi lấy bia uống nha, cho nó vui. Rồi, xin mời bạn uống bia. Wow. Cái loại Heineken này rất là tốt. Các bạn thấy không? Lạnh đến nỗi mà đông gần đông đá luôn á, mình bỏ vô cái ngăn đá nha. Bạn để mình cho các bạn coi cái hột bí đỏ đó, bắt đầu nó nổ nha. Khi mà nó nổ thì mình là ăn được rồi đó. Thì mình cho coi nha. Đó, các bạn thấy không? Bắt đầu nó nổ nè, đó. Hột bí đỏ bắt đầu nó nổ là sắp ăn được rồi. Khi mà nó hết nổ là được rồi. Là mình lấy ra. Cái này mình chỉ rang lửa từ từ thôi nha, đừng có lửa lớn quá là cháy hết. Bên trong hột nó không chín. Đó. Khoai lang nè. Đó, nó nổ á, thấy chưa? Đó. Wow. Nổ bạo luôn đó. Nổ bạo thiệt á. Đó. Ồ, nó nổ nó bay ra luôn. Chắc là lấy ra quá. Wow. Đó, nó nổ vậy là ăn được rồi đó. Đó, thấy chưa? Đó, chắc.
Đó, mình nghĩ là ăn được rồi đó. Đó, đó. Chắc ăn được rồi. Thấy luôn cho rồi. Rồi bây giờ cái này mình để đây cho nó lửa từ từ thôi. Tắt bớt một cái để hai cái này thôi. Để mình thử ăn một hộp nha. Wow. Ngon. Hộp bí đỏ này ăn rất là bổ các bạn. Giòn bể hơn. Giờ mình ngồi mình ăn hộp bí đỏ nha, mình nói chuyện cho vui vui. Thì các bạn, xưa các bạn, mình hồi mình mới qua Mỹ á, thì đâu biết đâu, đi làm cho người ta, công việc đầu tiên của mình á, là carpenter, tức là nghề thợ mộc á. Tại vì hồi xưa giờ mình đâu có làm mộc đâu, mình có làm mộc qua một lần ở Việt Nam mà làm chơi vui vui thôi. Nhưng mà khi mình qua Mỹ á, thì mình được cái hội á, nó gọi là cái hội mà từ thiện kiếm việc làm cho mình đó. Thì mình qua đây thì không có ai bảo lãnh đó, thì cái hội đó kiếm việc làm cho mình, mà nó chỉ kiếm việc làm bảo đảm trong vòng 3 tháng thôi. Trong vòng 3 tháng mình làm được nó đuổi đi. Thì công việc của mình nó làm đánh với nhám mấy cái tủ mà đựng quần áo á. Rồi xong đánh với nhám xong hết rồi mình sơn bóng lên. Nhưng mà mình làm cái đồ của nó bị hư á, cái nó cảnh cáo mấy lần. Cảnh cáo mấy lần, tại vì cái mình cầm cái máy mình chà với nhám á, chà vô mấy cái tủ á, chà xong hết rồi mà sơn bóng xong hết rồi, cái mình chà cho nó bóng lên thêm một chút nữa, mình sơ ý á, làm cái máy nó đụng vô cái sơn đó thì phải làm lại hết. Mình làm bị như hai lần luôn, cho nên thằng chủ á, nó không thích, nó đuổi mình luôn. Chỗ việc. Thì cái mình quay trở lại cái chỗ mà kiếm việc làm cho mình đó, quay trở lại đó, mình làm chỗ đó chỉ có hai tháng mấy là chịu không nổi, không dám làm nữa, bị đuổi việc luôn. Nhiều công việc đó mình cũng không thích mấy nữa, tại vì ở trong đó ồn ào lắm, rồi tụi nó mở nhạc, rồi mình, những cái nhạc đó làm mình buồn ngủ á, rồi mình trong lúc mình làm mình cũng không có chăm chú gì mấy, cho nên làm hư đồ của nó đuổi. Thì công việc kế tiếp á, mình làm là một cái công ty gọi là làm về mấy cái hệ thống sửa cho mấy cái máy bay trực thăng đó các bạn. Máy trực thăng nó có hai cái ống bên hông nè, cái đó ống đó là gọi là ống sửa á, thì mình làm về cái đó. Thì cái đó về thuộc về điện, hàng rồi gấp nối rồi nọ, cái đó mình biết làm. Thì công việc đó thì cũng nhàn lắm, mà lương mới vô có 4 đồng 25 cent một tiếng thôi, thì lương đó là lương tối thiểu á, thì mình phải chấp nhận thôi. Thì thì đó, cái lương của lúc đó là năm 85, mình qua Mỹ hồi năm 85, 3 đi tháng 7 năm 85. Thì đó, thì tháng 10 mình làm cái công việc đó. Tiếng Anh mình không có nhiều á, nói đâu được nhiều đâu. Rồi mình làm công việc thứ hai là công việc đó, 4 đồng 25 cent một tiếng. Là bây giờ cái lương tối thiểu bây giờ hiện nay ở New York là 14 15 đồng rồi. Thì so với lại 4 đồng mấy hồi xưa thì nó khoảng gấp chưa tới 4 lần nữa.
chưa gấp 4 lần, trong khi nhà cửa lúc đó là thời gian đó là nhà cửa một căn nhà một family vậy là chỉ có 70.000 80.000 một căn thôi, mà bây giờ lên cái cả triệu luôn, nó lên trên 1 triệu, tức là nó gấp tới 20 lần. Đúng không? Mười mấy lần nữa, nó gấp tới mười mấy 100 không? Mấy tức mười mấy lần đó các bạn, mười mấy lần lận dạ. Thì lương thì nó không lên nhiều nhưng mà cái giá nhà nó lên lên quá trời luôn. Thì đó mình nói hơi ngoài lề một chút nhưng mà nói chơi cho vui thôi. Thì đó. Cái này ăn giòn thì á, quá giòn. Mình nướng dữ quá nó giòn các bạn, cái bể hết trơn luôn. Cái bể hết. Đó. Thì bí đỏ các bạn, nghe nói là ăn bí đỏ nó bổ ốc. Nó bổ bổ ốc cho con người á, thì ngoài ra thì bổ gì nữa mình không biết không, nhưng mà nghe nói là trên khoa học trên cái đài khoa học về đời sống á của Mỹ nó nói là ăn bí đỏ bổ ốc. Đó. Thì đó này mình bữa nay mình chia sẻ cho các bạn mình rang bí đỏ, hộp hộp bí đỏ ăn chơi cho vui. Thì mình cũng giới thiệu luôn cái vườn cây bí đỏ mình đó, rồi cây táo mình nè, đó. Chơi cho vui. Thì bữa nay mình chưa có chuẩn bị không? Chưa chuẩn bị làm cuộc barbecue chính. Thì tuần này mình sẽ đi đi chợ, mai mình đi chợ không? Mình mua đồ về làm barbecue, nướng thịt, nướng đồ hải sản cho các bạn coi cho vui. Nó bể hết rồi mà ngon, con thiệt á. Đó, đó là câu chuyện của mình nha, câu chuyện mà lần đầu tiên tới Mỹ bị đuổi việc. Rồi tới năm mình làm tới năm 80, công việc đó mình làm tới năm 1987. Cái mình nói với thằng supervisor đó, mình nói là mình muốn làm công việc mà mấy tụi engineer đang làm á, thì tụi nó lương của nó khoảng mười mấy đồng, 11, 12 đồng tiếng. Thì nói mình nói với nó là mình biết làm việc đó, muốn vô làm. Cái ông supervisor nói chứ tụi nó có bằng hết rồi, mày đâu có bằng đâu mà vô đó là nó kiện tao sao. Cái mình nói mày thử nghề tao đi, thử nghề tao, tao vô làm được thì mình nhận tao. Cái nó không được đâu, mình phải đi học lại. Thì mình đi học lại. Thì cái supervisor nói mình bây giờ đi học lại đi không, thì mình nghe lời nó, mình vừa học vừa làm. Thì đó. Thì sau đó mình làm cho nó được khoảng năm mấy nữa mình bỏ luôn, mình theo học luôn. Cho tới năm 89 mình ra trường rồi, mình cuối năm 89 mình ra trường. Cuối năm 89 là 90 vậy, năm 90 đúng rồi, 90 mình ra trường xong rồi mình làm cho cái hãng điện này tới giờ luôn. À. Chắc cái đó chín rồi, để mình ăn cái đó nha, cho vui. Một bí đỏ này các bạn, nó nhỏ quá, không có thịt nó không có nhược được nhiều á. Nó không phải như loại như hộp bí đỏ của loại thường nha. Cái hộp nó nhỏ lắm. Nên thịt không được bao nhiêu á, mình ăn được như đây thôi. Giờ mình ăn khoai lang nướng. Bỏ này đây nha. Bỏ mấy cái này vô đây, tối nay mình nấu mì á, mình bỏ này vô làm xà lách ăn ngon lắm. Đó. Đây. Tèn tèn. Khoai lang. Nóng quá. Đó các bạn, mình thì cái năm mà mình làm cho cái hãng điện này các bạn, thì đang làm cho hãng điện này được có một tháng, xong rồi hãng IBM nó gọi điện cho mình, nó nói là mình trúng tuyển làm cho hãng IBM, thì mình cũng đi làm luôn. Thì hãng IBM mình làm từ 4 giờ chiều tới 1 giờ sáng, tức là một ngày mình làm hai công việc nha.
công việc đầu tiên là hãng nhà máy phát điện, còn công việc thứ hai là IBM. Thì hãng IBM này là mình làm về sửa chữa cái monitor của nó đó, thì sửa cái bo điện rồi thử cách thử cái chỉnh hình đó, chỉnh cái màu của hình đó, rồi calibrate, cái là chủ yếu là chỉnh hình, rồi cái bo điện, cái keyboard mình sửa luôn, sửa hết trơn luôn. Thì mình làm cho hãng IBM này được khoảng tháng mấy à, mình nghỉ luôn, tại vì mình bị cướp đó bạn, đi làm về ban đêm á thì bị cướp, nó cũng khoảng là khoảng mười mấy đứa lít đó, mấy người da đen á, thì nó chặn lại chặn lại nó cướp tiền, thì nó nói mình có tiền không, thì mình nói là tao chỉ có nhiêu đó tiền thôi, nó móc ví mình, thì mình cho nó móc ví, thì nó mở ví ra lấy được cái bóp mình, nó thấy được có khoảng 20 đô thôi, nó lấy hết luôn. Cái mình nói nó tao cần tiền đi xúc về, cái nó trả lại, nó đưa mình lại khoảng 2 đô la đó. Thì nó xét vừa mình coi còn gì nữa không, cái nó thấy có cái khăn mặt dù xoa đó bạn, khăn mặt mùi xoa đó mình hay bỏ mùi xoa trong đây lắm, bây giờ mình hết rồi. Cái nó mở ra không thấy gì hết, cái nó bỏ xuống đường, cái mình lụm lên bỏ ra lại, cái nó tưởng là có tiền trong đó, nó lụm cho lại, nó mở ra không thấy gì hết, tức nó giọng mình mấy cái nghe bụng. Rồi mấy thằng bạn của mình đi chung á cũng bị nó rượt, tại vì đi chung cái nó thấy mình bị cướp á, cái nó chạy bỏ chạy, thì mấy thằng đen nó rượt đó. Nó bật mình nó thả ra. Thì đó, sau cái lời vụ đó là bị cướp á, là mình không làm cho hãng IBM nữa, bỏ luôn. Tại vì hãng IBM nó chưa phải là chính thức nhận mình nữa, nó là tạm thời thôi, cho nên mình bỏ hãng đó, mình làm cho hãng điện này tới bây giờ luôn đó. Cái Lan này các bạn đó, nãy giờ mình kể được hai công chuyện cho các bạn chơi nghe chưa vui. Thì đó, lúc trước đó là mình nóng chuyện. Ngon thiệt á. Wow, nóng thiệt. Nửa sống nửa chín. Nè, bắp nha. Nãy giờ mình nói chuyện riết quên á, mình làm trái trái bắp luôn nè. Rồi, nói chuyện chơi cho vui nha các bạn. Mình sẽ mời bạn ăn bắp nha, bắp bị trái nè. Ngon gì lắm. Vừa nãy các bạn mình đi ra tiệm mình mua bắp, rồi mua khoai lang. Mình thấy mình cũng có một cái tiệm hớt tóc các bạn. Rồi mình muốn hớt tóc, tại vì tóc mình cũng hơi dài không. Cái đi ngang qua cái tiệm hớt tóc đó mình thấy khách đông quá, mình không hớt nữa, không thèm đợi. Mình mua xong đồ xong rồi mình về cái mình tự cắt. Đó, thấy không? Tự cắt tóc cho mình luôn. Đây nè. Tự cắt tóc luôn, cạo cạo sơ sơ đó rồi xong. khỏi vô tiệm nữa. Bắp ngon thiệt á. Thì đó các bạn, hớt tóc ở đây các bạn, nữ hớt tóc cho nam rất là đẹp, mà nam hớt tóc cho nam nó không đẹp, mà không biết tại sao. Cho nên hồi là từ mình qua Mỹ tới giờ là mình để cho nữ hớt tóc thôi, hớt tóc là rất đẹp không,
mình không hiểu. Mà giá trung bình một cái đầu mà mình ra tiệm hớt tóc là khoảng 12 đô. Mà nếu mà gội đầu thì thêm 4 đô nữa tức là 16 đô, rồi cho tiền tiếp thì nọ là khoảng 20 đô. Thì mình đi ngang qua cái tiệm đó, thấy đông quá thôi. Này mà để cho mấy em nào hớt mình sẽ được money á. Nó dẫn chơi vui thôi. Mình thấy vậy đó, thường là nam mà hớt tóc cho nam thì không đẹp, mà nam hớt tóc cho nữ á, mà làm tóc cho nữ thì đẹp. Nó khác 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 giới thì nó cái kết quả ra đẹp hơn. Nếu mà nam cho nam thì không đẹp. Thấy lạ thì á. Nếu các bạn Lâm mình thích cái làm BBQ ngoài trời này thì mùa hè mình thích làm ngoài trời. Mình làm video bỏ lên YouTube cho các bạn coi cho vui. Thì xin mời các bạn nha. Đây đó, mình đang ngồi đây nè, cái này là cái táo nè các bạn, đó ngồi dưới cây táo nha. Cái này các bạn đó đó, ở trên là cây táo nè các bạn, đó trên cao là táo đó, táo không nè, nhiều lắm. Thì khoảng mình nghĩ chắc khoảng một tháng nữa là ăn được rồi. Trời cũng hơi tối nha các bạn. Mình ăn cái cuối cùng nha. Khoai lang. Bia. Mình với cũng hai trái bắp, hai cái miếng, hai củ khoai lang và hột bí đỏ. Ok các bạn, bữa nay mình chia sẻ tới đây là dài rồi đó nha. Thì chủ yếu là bữa nay mình chia sẻ cho các bạn là cách rang hột bí đỏ làm sao, rồi cách sử dụng trái bí đỏ và cây bí đỏ. Thì trái bí đỏ thì mình ăn, mình ăn rồi mình lấy hột mình đem rang, rồi cây bí đỏ thì mình cắt ngọn, rồi mình cắt lá, mình có thể xào hoặc luộc ngọn và lá. Thì nó có rất là nhiều công dụng nha các bạn. Thì bí đỏ thì nghe nói là trên khoa học và đời sống thì bí đỏ thì rất là bổ cho ốc đó, thì mình chỉ biết cái này thôi. Thì bởi vậy mình bữa nay mình muốn chia sẻ các bạn là cây bí đỏ của giống từ Nhật Bản, rồi cái trái của nó thì chỉ chút xíu thì thôi nè, trái nhỏ lắm. Nhưng mà cái mùi vị của nó với lại cái mình ăn lúc mình cảm giác như là nó dẻo dẻo ngọt ngọt, nó khác loại bí đỏ loại thường. Mà giá cả thì 99 cent một pound, thì bữa nay mình mua có 79 cent thôi, thì tại vì nó đang giảm giá đó. Còn bí đỏ thường thì chỉ khoảng 49 cent một pound à, rẻ lắm. Thì đó. Ok, mình tạm dừng cái video mình ở đây. Các bạn thấy cái video này hay thì nên nhấn nút like và subscribe. Nếu mà chưa ai đăng ký thì subscribe cho mình. Và chúc các bạn một ngày vui vẻ và sức khỏe dồi dào. Xin hẹn các bạn, gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Cảm ơn nha các bạn. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.